một mẫu vuông mà rất nhiều anh em xưởng sản xuất chậu đang mong chờ, đó là mẫu vuông đa năng có đường kính rộng 86 cm. Thì ngày hôm nay khuôn chậu tiên chính thức bắt đầu sơn cái bộ này để anh em xem sau khi sơn xong thì nó sẽ đẹp như nào. Và vẫn sử dụng màu xanh ngọc mã 0049 để làm nền. Công đoạn cuối cùng là chúng ta sử dụng keo bóng nước. Keo bóng nước hệ 1K của hãng Supong, người ta quét một lớp lên toàn bộ chậu như này. Một lúc sau khi khô thì nó sẽ có một lớp bóng bảo vệ chậu. Ok, như vậy là đã xong. Khoảng 15 phút nữa thì cái lớp keo bóng nó sẽ khô hoàn toàn, thì nhìn nó sẽ bóng đẹp hơn như này nữa. Với cái bộ vuông đa năng 86 sử dụng màu xanh ngọc mã 0049 làm màu nền chủ đạo như này thì nhìn cũng tương đối dễ nhìn. Anh em nào cần bộ khuôn này hay là cần dòng sơn để sơn chậu thì ngay bây giờ có thể liên hệ với cơ sở khuôn chậu Tiên Liên theo số điện thoại được ghi trên màn hình.